trên đường đi đón xe bus. Tại vì từ nhà Nga ra ngoài Sài Gòn phải đi một chặng xe bus. Mình sẽ đi du lịch bằng xe bus nha. Mọi đường xá bây giờ là không có nhộn nhịp, tấp nập như những ngày trước Tết, và đường vắng vẻ hơn. Và mình phải chờ cái trạm xe bus này, mình chờ tuyến bến Tân miền Tây hoặc là bến Thành Âu Cơ để ra trạm bến Thành. Thì tại trạm đó thì mình có thể đón xe đi về dưới Nhà Bè được. Và bây giờ Nga sẽ bắt đầu chuyến hành trình đi thăm bà Nga và chúc Tết ở dưới Nhà Bè. Đây là hồ Kỳ Quà. Và bây giờ mình đang dừng ở trạm Hồ Kỳ Quà. Xe bus cũng có nhiều cái việc lý thú, thứ nhất là giá xe rẻ, thứ hai là mình an toàn, khỏi phải mất công đi chặn xe đường xá xa xôi bụi bặm và nhức đầu. Và nếu mà đi các trạm mà trong chuyến mình đi mà ok thì mình chọn đi xe bus là xíu nhất. Bên hồng là công viên 23 tháng 9. Mấy ngày trước thì Tết bán cây có quá trình, giờ thì không còn gì hết, trả lời yên tĩnh cho công viên. Đây, chỗ này đang xây cái hầm metro chính là tại đây, sẽ đi các tuyến ra Suối Tiên. Và đang trong thời gian thực hiện xây nên hiện giờ người ta đang rào chắn hết tất cả mọi thứ lại. Trước đây là con đường Hàm Nghi và trạm xe bus được xây dựng theo kiểu mới lại gọn ghẽ và trạm dừng ở tại chỗ này đây. Đây thì Nga đang ở ngay trạm xe bus Bến Thành. Đây, các anh chị sẽ thấy mọi quang cảnh ở trạm xe bus kỳ này nó đã thay đổi. Nhà nước đã xây dựng lại cái trạm xe bus mới ngay Bến Thành Hàm Nghi. Mọi cái nó là khác hẳn so với lúc trước Nga đi rất nhiều. Và bây giờ Nga chờ một trạm mới, xe mới để mà Nga đi. Nhưng mà cũng không biết đi chuyến nào, bây giờ phải đi hỏi người ta thôi. Đi đến Nhà Bè. Nhiều, rất nhiều tuyến, các anh chị ra Bến Thành là có đầy đủ hết. Hiện giờ đây là quang cảnh tại Sài Gòn và ngay bến xe trạm xe bus thì các anh chị lại cái trạm xe bus nằm trên đường Hàm Nghi có thể xem và đón được tất cả các loại xe bus đi tất cả các tuyến. Vì Nga đi về gần Nhà Bè nên Nga sẽ đi tuyến xe 20, còn những anh chị nào mà muốn đi qua bên Cần Giờ thì mình sẽ đi tuyến số 75. Thì sẽ đến ngay phà, qua phà Bình Khánh, còn Nga thì đi qua Phước Khánh chơi. Bây giờ chuyến xe 20 của Nga đã đến và bây giờ Nga sẽ định chuẩn bị lên xe để mà đi tham quan ở bên Phước Khánh. Em là giao mẹ em coi. Này là không bao giờ có hình ảnh này đâu. Đen. Là mọi người chuẩn bị đi xuống Nhà Bè, Chùa Bà. Mà mình thì không có đi Chùa Bà, mình sẽ đến cái đó, mình đi qua phà Bình Khánh. Dạ, em qua phà Bình Khánh, ở Phước Khánh chứ. Qua đò, chứ mới phà. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu hành tiến. Này là cầu Mỹ Thuận, hết luôn, cái cầu Bình Tấn Phát là cầu... em quên mất tên cầu gì ta. Như cầu Quỳnh Tấn Phát, con đường Quỳnh Tấn Phát. Công nhận thay đổi ghê thiệt á. 10 năm trước em đi đây thấy không mấy, 10 năm sau thường kinh khủng. Cái gì ở quận 10 nhưng mà 10 năm chưa đi. Đoạn đường Quỳnh Tấn Phát.
bình thường đoạn đường mình tới nước Pháp hãy đông lắm, lúc nào cũng kẹt xe, lúc nào cũng kẹt xe, bữa nay thì vắng hoe. Đúng là này chỉ có dân Sài Gòn thôi. Đông vậy. Wow, nó đi cúng chùa bà quá đông luôn. Cái hẻm đó là đi vô chùa. Đi chùa bà. Đây là khúc quang cảnh của quê nhà bè gần cuối cuối trạm. Đường xá ở đường ngày hôm nay thì rất là vắng, những người ta đổ xô đi đến chùa bà ở phía nhà bè rất là đông. Đang chạy đến cuối của cùng của bến. Lúc trước đoạn đường này rất là đơn sơ và hai bên toàn là cũ, nhưng mà những năm gần đây đã xây dựng mới hoàn toàn. Đây là đoạn đường Trần Tấn Phát và vô trạm cuối cùng luôn. Rồi đây đến đến bến phà. Mọi người đang chuẩn bị để mà đi qua khu vực Cần Giờ. Quá đông luôn. Và Nga đi qua Phước Khánh, khi nào cũng đi Bình Khánh. Đông vô cùng. Lượng du khách đi về nhà bè rất là đông. Bây giờ mình đi qua Phước Khánh nha. Đi xe số 20 Cần Giờ. Rồi, ta đi qua phà một chút xíu, qua đò. Mình đi về Phước Khánh, khu vực Đồng Nai. Tết khu vực này rất là đông nhộn nhịp vì có các chùa rất là nhiều, nhưng mà mình không có đi chùa mà mình đi qua bên Phước Khánh chơi một chút xíu. Mình đi xuống đò Phước Khánh. Cần Giờ và khu nhà bè là khu mà về thủy hải sản và chính họ nuôi trồng thủy sản về tôm. Và hôm nay Nga đi về khu này để mà chơi thì tầm khoảng trong vòng 3 tiếng là mình có thể tham quan được. Và đã rời bến. Trước mặt mình đó là khu vực quận nhà bè 2. Và khu vực Cần Giờ cũng như nhà bè, mình đi hướng về Đồng Nai thì khu vực này những người dân người ta sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, tôm là chính, ngoài ra còn có thể trồng trọt, chăn nuôi. Hồi xưa
thì mình nhớ cách đây khoảng 10 năm về trước là mình đi bằng những cái con thuyền như thế đó. Giờ thì mình đi bằng cái phà lớn hơn, vẫn là đò nhưng mà cái số lượng chở lớn hơn và an toàn hơn so với lúc trước rất nhiều. Thì di chuyển này chở tầm khoảng 30 phút là tới nơi. Và hướng này là đi về hướng Phước Khánh. Thì hướng này hướng về Phước Khánh là đi ra khu vực Bò Cạp Vàng. Còn Bình Khánh là mình đi về khu Cần Giờ chơi. Gọn cho người dân mình. Dạ, còn khoảng chừng mấy nhịp nữa rồi. Dạ. Dạ. Như là nó kéo dây như cầu của Mỹ vậy đó. Dạ, văng dây lên. Cây cầu mà nói đi ra miền Tây nhanh gọn lẹ về luôn, tránh kẹt cái giống như tránh kẹt giao thông ở khu Dầu Dây vậy. Dạ. 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 Vậy là cái này của nhà nước phàm, còn cái của tư nhân.
đó mình đây. Đi mình muốn đi Vũng Tàu, Đà Lạt hay là đi thành phố gì rồi mình phải đi từ trong này chạy lên Sài Gòn. Dạ. Mình đi khu cảnh là mình chạy ra dạ. Qua cầu qua bên chỗ Thủ Đức rồi chạy mới chạy lên tới kia rồi cầu dây qua dạ. Cầu Đồng Nai mới đi ấy. Còn bây giờ thấy tiện không, muốn đi băng qua cầu Mỹ là tới là dạ. Qua các lái đâm thẳng là bắt đầu lên đi đường cao tốc rồi đi thay Vũng Tàu. Dạ. Đi Bắc Nam. Công nhận đường xá ở vùng Phước Khánh này thay đổi rất là nhiều. Đến nỗi bây giờ nó cũng không biết đường để đi vô nhà luôn. Thay đổi quá trời luôn. Họ đã kém đường nhựa hết trơn luôn rồi. Giống như ở dưới quê hoặc là peaceful. Công nhận đi tìm nhà cũng khó thiệt. Sự thay đổi hoàn toàn một trời và một vực. Chỉ cần là khoảng tầm 6 năm thôi, là sự thay đổi rất nhiều. Wow. Mình không thể nào tìm được, mình không tìm được thì mình phải về thôi. Rất là mệt. Vùng chợ quê như lúc trước. Vì lúc trước khi mà Nga đi đến nơi này thì Nga có thể nhà bà con như mình cũng biết được khu vực này nó phát triển hơn hồi xưa rất là nhiều. Và bây giờ mình quen nha. Đây là cảnh đồng quê. Lúc trước gọi là quê nhưng bây giờ hết là quê rồi. Đường xá đầy đủ. Chờ phà đến ở ngay phà Phước Khánh. Thủy triều đã xuống rồi nên có thể đi bộ qua bên kia được. Nhưng mà xin lầy. Đây. Mình có thể thấy được những cái con cá thò lòi. Các em ấy đang bơi. Số này cứ xe nó đem qua cái qua luôn. Đem cái qua luôn hả? Người đang chờ. À chú này là mình đang chờ phà đến hả chú? Ủa sao mấy người ở trên đi đâu vậy? À, đi đò. Thôi đi phà cho an toàn. Dạ. Có hai cách để di chuyển đây, một là đi phà, hai là đi đò. Nhưng mà đi phà thì an toàn hơn.
khu vực này chỉ cần khoảng chừng tầm theo anh nghĩ thêm chừng khoảng 3 năm nữa là sẽ hoàn toàn thay đổi rất nhiều.